Xin dâng kính câu ca tạ ơn, ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chúng vua muôn loài, danh Chúa luôn trang đời. Vì tình Cha ôi quý trọng thay, muôn ơn lành tràn chứa trời mây. Từng cao xanh lưng kêu ngàn dặm, hát cùng ca tạ ơn. Xin dâng kính câu ca tạ ơn, ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chúng vua muôn loài, danh Chúa luôn tràn đầy. Bầu trời long lanh ánh nghìn sao, mây lưng trời sương tuyết ngàn cao. Trên vang lên nhạc cụ hoa ca, kính đáp ơn tình Cha. Xin dâng kính câu ca tạ ơn, ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chúng vua muôn loài, danh Chúa luôn tràn đầy. Tình loài sinh linh khắp trên gian, muôn thiên thần các thánh hiện vinh, cùng ca vang mừng Chúa quyền linh, Chúa cả muôn hùng binh. Xin dâng kính câu ca tạ ơn, ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chúng vua muôn loài, danh Chúa luôn tràn đầy. Bầu trời long lanh ánh nghìn sao, mây lưng trời sương tuyết ngàn cao. Trên vang lên nhạc cụ hoa ca, kính đáp ơn tình Cha. Xin dâng kính câu ca tạ ơn, ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chúng vua muôn loài, danh Chúa luôn tràn đầy. Sinh linh khắp trên gian, muôn thiên thần các thánh hiện vinh, cùng ca vang mừng Chúa quyền linh, Chúa cả muôn hùng binh. Xin dâng kính câu ca tạ ơn, ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chúng vua muôn loài, danh Chúa luôn tràn đầy. Vào tim con mỗi tình ngàn năm thấm nồng, xin đặt lên môi con lời ca tán tụng danh Chúa. Nguyện đời con hiến dâng lên Ngài một tình yêu sắt son vẹn tròn, có ước thề trọn nghĩa thủy chung. Thiên Chúa khắc trong lòng con, dâng tràn sức sống thấm lòng thấm nồng. Trọn đời đoan hứa sống cho tình yêu, yêu người yêu Chúa mỗi tình nguyện siêu. Ôi Chúa trời cao sang, đói nhìn phận con thấp hèn, ban tràn muôn ân thiêng đời con Chúa hằng nâng đỡ. Tình Ngài luôn thiết tha dâng trao, một tình yêu hiến trao ngọt ngào, xin đáp đền tình Chúa mến thương. Thiên Chúa đã trong lòng con, dâng tràn sức sống tháng năm thấm nồng. Trọn đời đoan hứa sống cho tình yêu, yêu người yêu Chúa mỗi
tình huyền siêu. Lời ca khen cảm tạ tình yêu Chúa Trời với hồng ân bao la Ngài ban dư tràn lai láng, nguyện trở nên mối men cho đời, nguyện trở nên bước thiêng rạng người cho nước trời bừng sáng khắp nơi. Thiên Chúa khắc trong lòng con dâng tràn sức sống tháng năm thấm nồng, trọn đời đoàn hứa sống cho tình yêu, yêu người yêu Chúa mối tình huyền siêu. Tình yêu Thiên Chúa khắc trong lòng con dâng tràn sức sống tháng năm thấm, trọn đời đoàn hứa sống cho tình yêu, yêu người yêu Chúa. Tiên tri Luca chương 2 từ câu 36 đến câu 38. Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, thật là thú vị khi chúng ta nghe bài tin mừng của ngày lễ hôm nay. Bài tin mừng kết thúc câu chuyện Chúa Giêsu được sinh ra, được nuôi dạy trong gia đình thánh ở Nazareth, gia đình của Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Bài tin mừng kết luận Chúa Giêsu đã được trưởng thành trong cái ơn nghĩa của Thiên Chúa, cũng như là ở trong lòng thương yêu của loài người. Có lẽ chúng ta sẽ dừng lại một chút để hiểu nội dung của những lời thật là xúc tích của đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Chúa Giêsu càng thêm tuổi thì thêm khôn ngoan và được đẹp lòng Thiên Chúa, cũng như là được cái sự yêu mến của loài người. Chúng ta có thể nói tóm tắt như thế này: đây chính là cái nội dung, đây chính là cái phương châm của một cái nền giáo dục nhân bản toàn diện theo Kitô giáo. Thưa anh chị em, ở tại cái đất nước này, ở tại cái quê hương này, đã trải qua rất nhiều cái thế hệ, đã trải qua rất nhiều cái biến đổi,
của chính trị, của kinh tế, của xã hội, con em của chúng ta vẫn còn đang phải chịu một cái số phận rất là long đong hẩm hiu, như cái bèo dạt mây trôi. Xét về phương diện giáo dục, hiện nay cái đất nước này, cái xã hội này chưa xác định được một cái triết lý, một cái con đường, một cái nền tảng như thế nào là một cái giáo dục dành cho cái tương lai của cái dân tộc này, của đất nước này. Thưa chị em, chí ít trong cái tinh thần của Kitô giáo, trong cái tinh thần của những người Việt Nam Kitô hữu, chúng ta dựa vào trong cái đoạn tin mừng hôm nay, dựa vào trong cái ý tưởng rằng chính Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, khi nhập thể làm người đã chọn cái gia đình thánh gia, một gia đình mẫu mực, một gia đình có người cha hết sức cần mẫn làm tròn nhiệm vụ của một người trưởng gia đình, của một người đứng mũi chịu sào về mọi phương diện, chẳng những là tìm ra cơm ăn áo mặc cho các thành viên trong gia đình, mà còn đứng đầu sóng ngọn gió khi phải đối phó với những cái nghịch cảnh, đối phó với những cái tai họa, và đối phó với những cái hành vi, những cái chủ trương, những cái ý đồ độc ác của loài người, như chúng ta đã đọc trong đoạn phúc âm thời tơ ấu của Chúa. Chính nhờ một người mẹ hết sức là ân cần thương yêu con cái, đặt con cái của mình ở dưới cái sự che chở, ở dưới sự bảo trợ của chính Thiên Chúa tối cao, cũng nhờ bàn tay chuyên cần làm việc lao động tay chân thật sự, và dưới cái tầm nhìn của một người làm trưởng gia đình không thiển cận, không chỉ lo cho những cái lợi ích riêng tư của gia đình mình, mà cũng không có vác ngà voi trong khi ăn cơm nhà, lo chuyện bao đồng, biết quân bình trong tất cả mọi cái trách nhiệm của gia đình, của xã hội, của tôn giáo, và rộng hơn cái chương trình cứu nhân độ thế của Thiên Chúa đã thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, người con bé nhỏ của gia đình Nazareth, khiến cho cái việc giáo dục mà Chúa Giêsu đã được lãnh nhận đã trở thành một cái giáo dục toàn diện. Càng lớn lên về thể lý thì càng được học hành, càng được dạy dỗ để lớn lên cả về cái nhận thức, lớn lên cả về cái cảm nghiệm, cái kinh nghiệm xử đối với người đời, với gia đình, với hàng xóm láng giềng. Và chính vì vậy mà về đời sống thiêng liêng thì chắc chắn Chúa Giêsu cũng đã thừa hưởng được từ đời sống đức tin mạnh mẽ của Đức Mẹ, từ đời sống thực hành tôn giáo chu đáo chuẩn mực của Thánh Giuse. Cho nên tin mừng Thánh Luca chỉ ghi gọn lại là được Thiên Chúa yêu mến và cũng được thiện cảm của loài người. Và đó chính là cái mô hình mà chúng ta mong đợi, chẳng những cho riêng người Công giáo Việt Nam mà cho cả dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta sớm có được một cái nền tảng giáo dục ta gọi là nhân bản toàn diện Kitô giáo, trở nên một cái con người, trở nên một cái nhân vị, và trở nên một cái người biết được cái mệnh trời và biết tôn trọng được cái thiên ý. Bất kỳ là thiên ý đó, mệnh trời đó, người ta có thể diễn tả, người ta có thể tuyên xưng ra theo mô hình của Kitô giáo hay là các tôn giáo vốn đã có lâu đời trên đất nước này, Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, hay là những cái niềm tin mới ở trong cái xã hội này. Nhưng nhất thiết là cái giáo dục toàn diện đó cuối cùng
phải đạt được cái điều là làm cho một cái con người với tính cách là một nhân vị, với tính cách là một con người có tự do, có lương tri, một con người có phẩm giá, một con người đã được sáng tạo hơn tất cả muôn loài muôn vật, giống hình ảnh của Thiên Chúa, dùng ngữ của Thánh Kinh, phải được trên là đẹp ý trời, thuận ý trời, thuận thiên dĩ tồn, nghịch thiên dĩ vong, bên ngang hàng dưới ở cái xã hội, ở cái cộng đồng loài người và đồng bào này cũng luôn luôn là biết sống cho có tình có nghĩa, biết sống cho có trước có sau. Đó chính là điều mà chúng ta học được từ cái ngày lễ mà sau Giáng sinh tiếp tục tường thuật lại những cái năm thơ ấu của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu càng thêm tuổi thì càng thêm khôn ngoan, được đẹp lòng Thiên Chúa và cũng được cái tình nghĩa với những người chòm xóm láng giềng. Xin cảm ơn anh chị em. Hãy đi
nơi lòng thương xót Chúa, ánh sáng dịu khi chờ che đời con. Hãy tin thác vào lòng thương xót, Chúa sẽ đưa con đi trong an bình. Hãy tin thác vào lòng thương xót, Chúa sẽ đưa con đi trong an bình. Lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ, vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát người khen tình Chúa cao vời, Ngài đã lấy thịt máu nuôi đoàn con cái, Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trọn đời trong bánh thiêng ở lại với chúng con. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian, xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào ơn tha thứ. Con tin đây là niềm tin cao vời khôn xanh, Chúa đang ngự đây. Giêsu đã vì yêu con cho con lương thân mình. Tiệc ly đó cùng với 12 môn đệ, cùng ăn uống, cùng chia lương thực ái nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm tuyên lời, đây máu tôi, đây là thịt của tôi. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại, đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt con nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin, tin Ngài yêu chúng con. Trần gian xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào ơn tha thứ. Con tin đây là niềm tin cao vời khôn xanh, Chúa đang ngự đây. Giêsu đã vì yêu con cho con lương thân. Lạy Chúa ngự trong nghiêm tích cao vời, đoàn con cái quỳ đây chung lòng kính bái. Niềm tin thế đầy vui cho xác quan, con nào đâu thấy chi, cảm nhiệm được ơn thánh. Tạ ơn Chúa ngàn năm chẳng nói hết lời, hằng mong ước ngày đêm ăn mình máu Chúa. Nguyện đón hứa trung thành
Chúa thôi, muôn đời chẳng dám quên ân tình Chúa đã ban. Con tin, con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cay trong vào ơn tha thứ. Con tin đây là niềm tin cao vời cồn xanh Chúa đang ngự đây. Giêsu đã vì yêu con cho con đường thân mình. Con tin đây là niềm tin cao vời cồn xanh Chúa đang ngự đây. Giêsu đã vì yêu con cho con đường thân mình. Thank you.
giờ này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng trọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con, xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Hallelujah.
Lạy thần linh Chúa, xin hơi ấm xuống tâm hồn con. Ngài làm tan đi ưu phiền sợ hãi, âu lo khổ đau. Lạy thần linh Chúa, thân y chữa lành tâm trí xác thân hồn con. Xin thần linh Thiên Chúa hãy chạm đến con giờ đây dâng hiến xác hồn trí khôn, trái tim mở rộng. Bà nào đang tiến lên
vinh hiển như thành thánh xa lên. Bà là ai như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạng, như chính thưa thiên đàng. Kia bà nào đang tiến lên như dạng đông, kia bà bà nào đang tiến lên như dạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là ai? Bà là ai? Bà là ai tinh tuyển lúc đầu thai, sắc hồng tuyên dư đầy ơn Thiên Chúa như nguồn nước vô biên. Bà là ai tay bồng của thơ bé, tay tràn ơn cứu thế, đấng từ bi nhân hậu thăng tiếp